Nhắc đến những cặp vợ chồng nổi tiếng của màn ảnh Hoa ngữ, không thể bỏ qua Hoắc Kiến Hoa, Lâm Tâm Như. Đều là những ngôi sao hạng A của làng giải trí, chuyện tình của Hoắc Kiến Hoa, Lâm Tâm Như từ lâu luôn là tâm điểm chú ý của công chúng. Cho đến nay, cuộc hôn nhân của cặp đôi Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa đã kéo dài được 5 năm. Cả hai có cho mình một gia đình ấm áp với tiểu công chúa cá heo nhỏ. Vậy nhưng, đây cũng là khoảng thời gian cặp đôi đối mặt với vô số tin đồn trên mạng xã hội. Đáng chú ý, kể từ khi hai người tổ chức hôn lễ tới thời điểm hiện tại, chưa khi nào họ được bình yên, các tin đồn ly hôn ly thân liên tục bủa vây cặp đôi. Mới đây, Trang Quy Quy đã tiết lộ về một chi tiết trong cuộc sống vợ chồng của hai người. Trong một lần tháp tùng bà xã đi dự tiệc, Hoắc Kiến Hoa lỡ quá chén và say xỉn. Lúc này, trợ lý của Lâm Tâm Như cố gắng để đưa tài tử họ Hoắc lên xe. Vậy nhưng anh nhất quyết không chịu lên, thay vào đó liên tục gọi tên bà xã, đợi cho đến khi nào Lâm Tâm Như lên xe ngồi an toàn rồi mới an tâm ngồi cùng. Từ chi tiết này, Trang Quy Quy cho rằng Hoắc Kiến Hoa vô cùng yêu thương và lo lắng cho vợ. Dù rằng vốn là người lạnh lùng, không thích thể hiện tình cảm phô trương như bao cặp đôi khác, song tài tử họ Hoắc luôn có cách riêng của mình để bày tỏ sự quan tâm tới vợ. Tình yêu của Hoắc Kiến Hoa dành cho Lâm Tâm Như được thể hiện ở những điều nhỏ nhất, ngay cả trong lúc say xỉn, anh vẫn luôn lo lắng và bất an vì bà xã. Trang Quy Quy còn tìm lại được hình ảnh cặp đôi dự chung một sự kiện. Ngày đó cả hai đều chưa công khai tình cảm. Phóng viên đã bắt gặp được khoảnh khắc Hoắc Kiến Hoa nhìn trộm Lâm Tâm Như với ánh mắt vô cùng tình cảm. Khi bị nàng Hạ Tử Vi phát hiện, Hoắc Kiến Hoa giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, sau đó còn cười ngượng ngùng. 10 năm tình bạn hóa tình yêu, 10 năm âm thầm bên nhau vượt mọi sóng gió. Nhưng đến khi về chung một nhà, Hoắc Kiến Hoa, Lâm Tâm Như vẫn không tránh khỏi sự hà khắc của dư luận. Từ lúc công bố kết hôn, cử hành hôn lễ cho đến cuộc sống vợ chồng, cả hai liên tục bị soi mói, tung tin đồn sàn nứt. Dù vậy, đứng trước mọi tin đồn, cặp đôi tỏ ra thờ ơ, không bận tâm. Trên On, Lâm Tâm Như chia sẻ, vợ chồng cô quá quen với những tin đồn cãi nhau ly hôn. Thời gian đầu, nữ diễn viên lên tiếng phản bác, nhưng dần dần cô bỏ ngoài tai. Thời gian đầu, tôi mệt mỏi khi phải đối mặt với nhiều tin tức tiêu cực. Chính chồng và con gái là nguồn động lực giúp tôi trở nên mạnh mẽ hơn, Lâm Tâm Như nói. Thay vì phản bác những tin đồn ác ý, cặp đôi thi thoảng đăng tải trên mạng xã hội những hình ảnh đời thường giản dị ngọt ngào. Họ chọn lối sống kín tiếng, vun đắp hạnh phúc từ những điều giản dị. Từ khi đón con đầu lòng vào đầu năm 2017, Lâm Tâm Như gác lại sự nghiệp để lo cho chồng con. Trên Sina, nữ diễn viên chia sẻ, con gái còn quá nhỏ, giai đoạn này cần chúng tôi ở bên nhiều hơn. Tôi không muốn tiến xa hơn trong sự nghiệp, nhưng bỏ lỡ giai đoạn trưởng thành của con. Mỗi khi có dự án đặc biệt, cô sẽ bàn bạc với chồng trước khi nhận lời tham gia. Trong cuộc sống vợ chồng, cả hai tận hưởng những khoảnh khắc lãng mạn bình dị. Theo Now News, Lâm Tâm Như không giỏi nấu nướng, nhưng mỗi khi có thời gian, cô đều vào bếp làm món ăn cho chồng. Có lần cô chuẩn bị 20 chiếc chân gà, nhưng bạn bè không tới, Hoắc Kiến Hoa ăn hết. Khi ông xã thức khuya làm việc, cô nấu mì cho anh. Tình cảm gia đình khiến Lâm Tâm Như thấy mình trưởng thành hơn, thay đổi lối sống. Trước kia, cô chỉ nghĩ cho mình và ít khi nghĩ đến hậu quả. Nếu tranh cãi sẽ không chịu thua, dù có thể làm tổn thương người khác. Kết hôn rồi mới thấy cuộc sống đơn giản và cảm thấy mình có trách nhiệm hơn. Tôi luôn bình tĩnh để suy nghĩ mọi chuyện, tránh những lời khó nghe. Cô nói, về phía Hoắc Kiến Hoa, anh vốn là người đàn ông trầm lặng, nhưng từ khi kết hôn, anh thay đổi lúc nào không hay. Cô ấy đã phá vỡ tảng băng trong lòng tôi và cho tôi biết thế nào là hạnh phúc thật sự. Vì tôi là một người khá là trầm tính, ít nói và đã từng có thời gian luôn cảm thấy cô đơn. Còn bà xã của tôi là một người vui vẻ hoạt bát, luôn luôn cho tôi những năng lượng tích cực. Hai chúng tôi tính cách tuy đối lập nhưng lại bổ sung cho nhau. Nam diễn viên chia sẻ, trong show thực tế Happiness Trio, Lâm Tâm Như dành nhiều lời khen ngợi đến ông xã. Cô khen anh là người đàn ông tốt, luôn bao dung, thông cảm với vợ. Tôi sống cùng người vừa đẹp trai, tốt bụng, vừa hiểu và bao dung với tôi. Anh ấy là người chồng tốt. Lâm Tâm Như ca ngợi chồng. Chuyện tình cảm khó có thể tránh khỏi những giây phút bất đồng. Nhưng suốt 15 năm gắn bó, 5 năm hôn nhân, Hoắc Kiến Hoa, Lâm Tâm Như lặng thầm nắm tay nhau vượt qua tất cả. Giữa showbiz nhiều thị phi với những chuyện tình tan hợp, cuộc hôn nhân của cặp đôi nhận được nhiều sự ngưỡng mộ từ công chúng.